Minasan konnichiwa, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với video học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Và trong video này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn cụm từ Keiko desu. Đây là một cụm từ mà chắc hẳn các bạn thường nghe người Nhật nói rất nhiều. Tuy nhiên cũng giống như i desu, thì Keiko desu được sử dụng với hai sắc thái hoàn toàn trái ngược nhau. Một là sắc thái khẳng định, nghĩa là được, tốt bằng với i desu. Hai là cái sắc thái mang tính chất phủ định, iranai. これ以上いらない, tôi không cần thêm nữa, đủ rồi. Về cơ bản thì keiko desu có ý nghĩa tương đương với i desu. Tuy nhiên, cái cách nói keiko desu nó mang tính chất cứng hơn một chút, phong mờ hơn một chút. Và bởi vì có hai cách sử dụng khác nhau như vậy, nên đôi khi sẽ làm chúng ta lúng túng. Không biết là trường hợp này người ta đang nói là ok hay là người ta đang bảo là không cần, đúng không? Ví dụ như là bạn là nhân viên của một cửa hàng nào đó chẳng hạn. Sau khi mà khách gọi món xong và bạn hỏi là anh đã gọi đủ món chưa ạ? Như thế này là đủ chưa ạ? Gochiu mo wa icho de yoroshii desho ka? Và ông khách trả lời lại là keiko desu. Vậy thì trường hợp đó có thể hiểu là ok, ii desu, đúng không? Nhưng ngược lại, nếu bạn thấy cốc cà phê hoặc là cốc nước của khách hết rồi và bạn mới nói với khách là tôi thay cho anh cốc nước khác hoặc là tôi thay cho anh cốc cà phê khác nhé. Omizu no kawari wa ikaga desu ka? Hoặc là kohi no kawari wa ikaga desu ka? Với trường hợp đấy, nếu như ông khách trả lời là mo keiko desu, thì chúng ta sẽ hiểu là đủ rồi, tôi uống đủ rồi, bạn không cần phải cho tôi một cốc khác đâu. Không cần nữa, mo iranai. Vậy thì các bạn thấy rằng chúng ta có hai trường hợp, một cái là mang tính chất khẳng định, i desu, ok, và một cái là mang tính chất phủ định, iranai, icho, iranai. Cái sự phân biệt rạch ròi giữa hai cách nói này khá là ai mai, nên nhiều khi chúng ta không hiểu là ý của người ta là ok, tôi đồng ý, hay là tôi không cần nữa. Vậy thì trong giao tiếp để phân biệt được nó là cái trường hợp nào thì các bạn hãy để ý những cái dấu hiệu từ đi kèm. Ví dụ với trường hợp phủ định thì thông thường sẽ đi kèm với những từ như là ie, ie keiko desu, hoặc mo, mo keiko desu, không cần thêm nữa. Còn với trường hợp khẳng định thì có thể sẽ đi kèm với hai keiko desu, hoặc sore de keiko desu. Nhiều khi nếu không có những cái từ đi kèm đó thì chúng ta phải để ý cái sắc mặt và cái ngữ điệu trong giọng nói của đối phương để chúng ta đoán xem là người ta đang ok, đồng ý với cái lời đề nghị của chúng ta hay là người ta đang từ chối cái lời đề nghị đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào một số cái ví dụ có thể là các bạn sẽ bắt gặp trong thực tế. Một cái ví dụ điển hình nhất, khi bạn đi mua đồ ở siêu thị thì lúc mà ra thanh toán ấy, thì nhân viên siêu thị thì sẽ hỏi là anh có cần dùng túi không ạ? Deji bukuro wa koriyo ninarimasu ko? Ie, keiko desu. Iranai, không cần đấy nhá. Tôi không cần đâu. Hoặc là khi mình đi ăn với một ai đó chẳng hạn, mình thấy là trên bàn là đồ ăn hết rồi, mình gọi món thêm nhé. Ryori ga naku narimashita ne. Nani ka chumon shimashou ka? Mo, keiko desu. Onaka ga ippai. Thôi không cần đâu, tôi no rồi. Taihen shou desu ne. Tetsudaimashou ka? Có vẻ vất vả nhỉ. Tôi giúp anh một tay nhé. À, keiko desu. Mo, warimasu kara. Thôi không cần đâu, tôi sắp xong rồi đây. Sensei, kore de ii desu ka? Cô ơi, cái này có được không ạ? Hai, sore de keiko desu. Sore de keiko desu. Trong cái tình huống này thì thầy giáo ok, cái đó được đấy. Sore de ii desu yo. Hoặc là khi mình hỏi trưởng phòng, khi nào nộp tài liệu thì được ạ? Shiryo no tetsutsu wa ichi desu ka? Konshu chu de keiko desu. Trong tuần này là được. Konshu chu de ok. Tuy nhiên, trong ví dụ vừa rồi với cái dạng là nani nani de keiko desu, với cái sắc thái khẳng định thì chúng ta sẽ cần có một chút lưu ý. Đó là cái cách nói này thì nó mang cái hơi cái hướng giống như là người bề trên nói với bề dưới. Đó, sai khiến. Trong tuần này là được. Nó hơi trịch thượng một chút. Thế nên cách nói này chúng ta sẽ không dùng trong trường hợp mình là người bề dưới nói với người bề trên. Ví dụ như là nói với sếp của mình này hay nói với giáo viên thì chúng ta không nên dùng với keiko desu trong trường hợp này. Thay vào đó thì bạn có thể thay bằng những cái cụm từ khác là nani nani de yoroshiku onegaishimasu hoặc nani nani de onegai itashimasu. Chẳng hạn như là trong câu lúc nãy, nếu như chúng ta đang nói với người bề trên thì chúng ta thay là konshu chu de yoroshiku onegaishimasu. Anh làm ơn nộp cho tôi trong tuần này nhé. Mặt khác, với cái sắc thái là phủ định, không cần,
ví dụ như trong câu Ye kekko desu thì nó sẽ mang hơi cái chút cảm giác là tsumetai, lạnh lùng. Ye kekko desu, không cần. Thế nên trong trường hợp này, khi bạn từ chối cấp trên ý, thì tốt nhất cũng không nên dùng với cụm từ này, mà bạn nên chuyển sang một cái cách nói nó mềm mại hơn, lịch sự hơn một chút. Ví dụ như có thể là cảm ơn sếp này, nhưng vì tôi cái gì đó nên tôi xin phép từ chối chẳng hạn. Arigatou gozaimasu. Konkai wa nani nani nanode okotowari shimasu. Hoặc là khi từ chối sếp mời đi đâu chơi chẳng hạn, thì thay vì dùng với cái kekko desu, tôi không cần nữa. Hoặc là có thể dùng thay cụm từ khác là thôi nhờ anh lần sau nhé, lần này tôi xin phép từ chối. Mata betsu no kikai ni onegai shimasu. Vậy thì cách đơn giản nhất khi mà chúng ta từ chối đối phương là người bề trên, cấp trên này, hoặc là giáo viên của mình này, đó là chúng ta để cái sự cảm ơn ở đằng trước là tôi rất cảm ơn nhưng mà tôi gì gì đó. Arigatou gozaimasu ga nani nani desu. Hoặc là moshiwake nai desu ga nani nani desu, là cái phần đằng sau có thể là cái lý do mà chúng ta đưa ra chẳng hạn. Vậy nên chúng ta có thể nói chung lại là kekko desu. Về cơ bản thì không nên dùng trong trường hợp mình là người bề dưới nói với người bề trên. Ngoài ra thì kekko còn được sử dụng như là một phó từ để chỉ mức độ, gần giống với những cái dạng như là kanari, kekko omoshiroi, khá là thú vị, hay là cái quyển sách này nó khá là có ích đối với cả trẻ con nữa. Kodomo demo kekko yaku ni tatsu, khá là mệt nhỉ, khá là vất vả nhỉ, kekko taihen desu ne. Mình thử đặt một câu và các bạn thử đoán ý cho câu này xem nhé. Nihongo kyoushi toshite kekko desu o osieru no wa kekko taihen desu. Là một giáo viên dạy tiếng Nhật thì cái việc dạy cho học sinh về cái mẫu câu kekko desu khá là vất vả. Kekko taihen desu. Khá là thú vị phải không các bạn? Cùng một từ nhưng nó sử dụng với rất nhiều ý nghĩa và rất nhiều trường hợp. Kekko taihen desu thì lúc đấy kekko sẽ được coi như là một phó từ để bổ nghĩa cho cái tính từ là taihen desu, khá là mệt, khá là vất vả. Thế nhưng mà mình có một cái cách nói đảo ngược khác và cái ý nghĩa của nó sẽ khác đi. Taihen kekko desu. Chẳng hạn nhé, mình hỏi thầy, thầy ơi cái này có được không ạ? Sensei, ikaga desu ko? Sensei mới trả lời lại mình là taihen kekko desu yo. Chúng ta sẽ phân tích nhé. Vậy thì trong tình huống đó, kekko desu chính là bằng với i desu, là cách khẳng định của kekko, đúng không? Được đấy, tuyệt đấy, nhưng để nhấn mạnh cái mức độ là khá là tuyệt, rất là tuyệt, thì chúng ta dùng với taihen. Và trong cái trường hợp này, taihen không còn ý nghĩa là vất vả, mệt mỏi nữa, mà là khá là, lúc đấy thì nó lại được chuyển thành một phó từ. Taihen kekko desu yo. Tuyệt vời. Vậy nên là chúng ta có taihen desu là mệt này, thì cũng có taihen được sử dụng với nghĩa là phó từ. Taihen osewa ni narimashita. Cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều. Đã thấy hơi hơi quay quay chưa ạ? Đã thấy hơi hơi khó khó chưa ạ? Thực sự là càng học sâu, càng nghiên cứu nhiều thì các bạn sẽ thấy là nó có những cái chằng chịt móc nối với nhau. Khó nhưng mà tiếng Nhật nó cũng có cái sự thú vị riêng của nó. Vậy thì các bạn ghi nhớ một điều, kekko desu được sử dụng với hai sắc thái khẳng định ok và gì? Iranai, không cần. Thế nhưng ngoài cái cách sử dụng đó thì kekko còn được sử dụng như là một phó từ để chỉ mức độ. Và khi mà chúng ta dùng trong thực tế để đoán được xem là người ta đang ok, đồng ý hay là ý của người ta là iranai thì chúng ta phải dựa vào những cái từ đi kèm và sắc thái biểu hiện trong khuôn mặt hoặc là cái ngữ điệu. Ở đây cũng là một trong những cái điều khá là thú vị của tiếng Nhật và nó cũng một phần thể hiện cái tính cách của con người Nhật Bản. Ví dụ như là với văn hóa phương Tây, người ta sẽ nói rõ ràng là ok hay là không ok, yes or no, đúng không? Thế nhưng mà tiếng Nhật thì nó lại ai mai, người ta không đưa ra một cái lời từ chối thẳng thừng hoặc không nói một cách rõ ràng là có hay là không. Cái điều này bởi vì là cái sự khê nê, cái sự lịch sự của người Nhật rất ít khi nói một cách thẳng thừng, trực diện với đối phương để không làm mất lòng, bởi vì là họ luôn muốn giữ một cái mối quan hệ tốt đẹp với người đối diện. Vậy là đã đến lúc phải chia tay với các bạn trong video này rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Và nhớ là hãy subscribe, đăng ký kênh Học Tiếng Nhật cùng Thảo Lê để đón xem những video thú vị tiếp theo nhé.
Bye bye!